Nhóm WikiLeaks chống thông tin mật hôm 17 tháng 10 nói một tổ chức nhà nước đã cố ý cắt đứt đường truyền Internet của Julian Assange, người sáng lập nhóm hiện đang phải trốn tránh. Viết trên Twitter, WikiLeaks sau đó cho biết họ đã kích hoạt kế hoạch dự phòng thích hợp cho ông Assange, người vẫn ẩn náu trong đại sứ quán Ecuador ở London kể từ năm 2012 để tránh bị bắt. Thụy Điển đang cố gắng dẫn độ công dân Úc 45 tuổi này do có cáo buộc về một tội tình dục. WikiLeaks không nêu tên quốc gia mà họ nghi ngờ đã cắt đường truyền. Tuy nhiên, một phát ngôn viên cho rằng vụ cắt đường truyền có liên quan đến việc nhóm liên tục công bố các quan hệ và quan điểm của ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ Hillary Clinton. Ban vận động tranh cử của bà Clinton cho biết hồi tháng 7 rằng các email của Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ đã bị Nga xâm nhập và sau đó WikiLeaks bắt đầu công bố các nội dung của các văn bản bị xâm nhập. Vụ tiết lộ này tập trung hoàn toàn vào chiến dịch tranh cử của bà Clinton. Nó đã khiến một số nhà phân tích cho rằng Nga đã hợp tác với WikiLeaks trong một nỗ lực phá nỗ lực tranh cử Tổng thống của bà Clinton. Moscow đã bác bỏ bất kỳ sự liên quan nào với các email bị xâm nhập.